Anh em chúng em xin chào tất cả các bác. Chào các bác nhé. Hôm nay anh em chúng em lại đi khám phá một khu rừng mới các bác ạ. Từ Tết đến giờ cũng đã lâu rồi anh em chưa đi, nên là tranh thủ mấy hôm nay nắng ráo thì anh em đi luôn các bác. Không biết cái khu rừng mới có gì thì các bác cùng theo chân anh em các bác nhé. Anh em cũng đang đi một cái khu này là khu anh em chưa đi bao giờ luôn. Và bây giờ thì anh em chúng em mời các bác cùng đồng hành với anh em nhé. Thấy biết kiều rồi. Kiều đúng không? Kiều. Bác là quét. Nói kiều là không tin. Kiều. Bá bụi. Là chị ý là ngón tay chỉ cong ấy hả? Chơi đều nhau à. Bá bụi mà. Một bụi ngay ngã ba ấy. Em phát hiện là ba bụi kiều đứng trước này các bạn. Ở ngay cái chặng thứ hai luôn. Cái bụi to là cái chặng thứ ba ấy, ở giữa ấy. Bụi to là bụi ở giữa này. Đấy, bụi ở giữa ấy. Bốn bụi luôn. Bụi trên nữa. Báo bụi ở cái cành đúng không? Ok. Còn ở bên dưới này có cái bụi đùi gà các bác. Gà to. Đâu tầm 2 cân ấy. Đang nụ hết. Đấy, vào gốc thôi giờ. Bốn bụi kiều. Bốn bụi kiều. Kiều. Được. Thích kiều thôi. Có một nàng kiều rồi. Ở chỗ này thì có 2 cây, 3 cây các bác ạ. Cái anh em phát hiện chỗ cây đứng trước này. Có mấy bụi kiều nữa. Bên này ngược nắng nên là nhìn nó không nét được các bác. Kiều rồi là. Giờ anh em mỗi người một cây nhỉ? Tất nhiên thôi, chia cho mà kéo thôi, anh chọn cây nhỏ nhất. Em chào cây to này. Còn quý ở đây bay phải là cam nhé. Chuyến này anh em may mắn các bác. Lên đến rừng thì ngó rừng đã thấy được 4 bụi kiều rồi. Và một cơ số đùi gà nữa. Chắc là chuyến này là về vợ vui mừng rồi. Nó chạy ra từ ngoài cổng ấy nhỉ. Ở đấy mình lại nhớ nghĩ đi. nghĩ đến cái gì chưa? Về nhà có người đoán là chạy đoán là cổng á. Khu rừng này thì đang còn rất nhiều hoang lan đấy các bác. Nhưng mà nó sẽ không còn nhiều những cây mà nó có nhiều nữa mà nó sẽ lác đác thôi. Thừa mấy cây một ít. Cái này là vanh được tầm khoảng 2 mét đấy nhỉ. 2 mét hơn. Khá to các bác ạ. Cũng may là nó cũng không cao lắm. Tầm khoảng 20 mét thôi. Cây cũng chỉ là cái cây thôi. Ẩn sẽ trèo cây dưới các bác. Cây dưới kia là cũng có 3 bụi kiều. Còn cây này thì cây ở chỗ tự trèo thì nó chỉ có một bụi kiều và một vài bụi đùi gà thôi. Nó bé hơn để ân trèo nó dễ. Vì tay của ân nó rộng ấy, nó ôm được cây kia. sai ấy nhỉ. đang khích nhau ấy anh ân ạ. Bỏ tay anh rộng hơn nên trèo cây bé. Có cái rễ cây đa tựa. Bên này đúng không? Đấy, có rễ cây đa đấy. Dây cái đà nó đỡ đi các bác. Trèo lên nó không phải vất vả nữa. Thực ra leo móng thì nó lên nó chậm hơn đấy. Cái đà đấy phải thêm 2 tự nữa thì mới tụt được. Leo móng lên có cái dễ cái đà để bám lại càng nhanh nữa cơ. Lên có khi lại có thêm bụi nữa đấy tự. Nó rậm mà. Hy vọng lên sẽ có thêm các bác. Anh em đỡ phải trèo nhiều. Ngày nào nó vài cân này. Lương rồi. Ở đây cái bụi kiều dưới đất mà em chỉ là ngay đây các bác. Kiều ngay đây và rất nhiều đùi gà. Cái này cũng lấy được tầm hơn yến đùi gà đấy. Và đằng sau này còn bụi kiều nữa các bác. Bụi kiều nó rất đây, cũng kiều là to. Sau đây các bác. Bụi này thì tầm 20 nhánh các bác ạ. Đây các bác. Ở đây đùi gà. Hả? Hai bụi kiều và đùi gà thì một đống nữa, có cả van đa luôn quý ạ. Đỡ mất công trèo. Vâng em đến nơi rồi. Anh Ngân để lát nữa trèo cái cây dưới đấy các bác. Đấy, cây thẳng đây. Cây này thẳng đuột như cây cột điện luôn các bác. Cao hơn cây cột điện 35. Đây. Đây là cái toàn bộ mấy cái bụi kiều bên cây của anh Ân. Và bụi thứ tư thì nó nằm ở trên này các bác này. Đấy, bụi thứ tư nằm ở giữa màn hình này các bác. Ở bên đằng sau này là cái cây Vanda. Vanda đang ra hoa. Phủ này vẫn là còn lan các bác. Anh em sẽ lấy mấy bụi về gửi cho các bác.
cái bụi kiều và cái bụi đùi gà này thì nó ở cây mục rồi các bác. Cây mục ra đây nó bị kiểu bị gãy cành ấy. Quý ơi, kiều đang có nụ rồi, kiều tím đang có nụ rồi. Giờ làm sao nhở, làm sao để ôm được cái này này, tại vì cái này cái cành nó mục ấy. Nguyên bản thì chắc là được thôi, nhưng mà nó nặng ấy, giờ làm sao để mà kéo vào ấy. Anh Ân thì bắt đầu là đang lên rồi đấy, anh Ân đang chỗ đầu đen đen này. Cây nhỏ mà cao phết. Cây của em trèo 4 bụi kiều các bác ạ. Đâu? 5 bụi. Đây một bụi. Bụi này chắc tầm khoảng 50 thân. Chưa đến nhưng mà nhìn vậy. Ngoài kia 3 bụi. Gà giờ bắt đầu ra nụ rồi các bác. Ra nụ đây. Cái này thì rất nhiều luôn. Nó lan từ cành này ra tít bên ngoài kia. Và một bụi kiều ngoài kia nữa. Bên này nữa các bác ạ. Giờ bắt đầu ra nụ hết rồi. Đây là tầm 15 đến 20 ngày nữa là nở hoa hết rồi các bác ạ. Có những bụi rất là đẹp. Bụi đại có nhiều thân các bác ạ. Cây nó gãy hết ngọn rồi. Nó ra hoa ấy. Bụi đầu tiên. Chưa ra mầm mới rồi.
một bụi ở ngoài cháu ta để lại thôi nhờ. Vâng, cháu để lại anh ạ. Lấy bụi đẹp thôi. Thôi nhá, để lại làm giống luôn. Ok. Đây bụi kia cháu các bác ạ. Nên em sẽ để lại. Em sẽ lấy bụi to này. Bám rất là chắc. Bám cái đụng già. Quá là khủng. Chính cả cây chầm ngửi. Anh Ngân bên kia làm được bụi rất khủng các bác ạ. Anh rơi em xem nào. Ngắm trước hả? Ngắm trước hả? Dơ lên. Bụi đẹp. Dã man luôn. To nó xòe rộng nhờ. Cẩn thận nó gãy cái nụ đó anh ạ. Giờ em sẽ lấy nốt bụi này các bác ạ. Bụi này có to. Bụi này đẹp nhất trong ba bụi kia bác. Này. Phê không? Nhìn phía kia nhìn thang phê không? Phê nhờ. Được toàn mấy bụi khủng luôn. Sướng thật, đã thật. Đã lắm. Anh em đã lấy hết rồi các bác. Tổng được 5 bụi. 5 bụi lấy 4 bụi. 4 bụi. 3 bụi. 3 bụi. Một bụi để lại làm giống. Cái đấy buộc lại anh ơi ạ. Anh buộc sơ lại. Có cái rễ cây kia buộc được không? Không được thì cũng phải chịu thôi, không được thì cũng nhét đại vào thôi. Cây anh ăn cao lắm các bạn. Cây cao tầm 35m. Từ trên này các bác nhé, để em xa lắm đâu. Em xuống xuống tít 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 thế này. Cao phết. Thấy không? Cao ngất ngưởng luôn, cao hơn cây dổi nhiều luôn. Đây các bác. Tít kia rồi. Phải tầm 35m. Đây các bạn, đấy. Anh Ngân thì mang cái túi lên với là cái dây lên thì tiện. Bỏ vào túi đấy rồi xong thả thòng xuống thôi các bác. Đây các bác, cái bụi kiều tự nó thả xuống đây ạ. Từ cái cành mục các bạn. Bụi này được khoảng hơn 20 nhánh. Đã có nụ hoa rồi. Khá là đẹp. Là một túi rồi. Cái này thì em lấy mấy bụi được các bác, còn em lấy lại một bụi này với làm mấy bụi trên kia nữa và bên này nữa, em để lại mấy bụi để làm giống các bác, đang rất nhiều các bác nhé. Anh em chỉ lấy cũng lấy ít thôi, các bác bảo là sao không để lại, là anh em có để lại các bác nhé, anh em có để lại đấy, anh em không lấy hết đâu. Nó thả như thế này các bác ạ. Nó còn một nửa thân nữa. Dây hơi ngắn. Ba bụi kiều ở ân đây các bác.
thì trên cây này nó kiểu là nó thiếu chất đấy các bác, nên nó cũng không được đẹp lắm, nhưng mà vẫn rất nhiều lá. Tự xong chưa? Xuống đi thôi. Thì cứ bình tĩnh mà xuống thôi mà. Cái đấy khó xuống đấy, nó rộng quá. Bụi kiều tím. Cái này thì bắt đầu ra hoa rồi các bạn. Này, kiều tím các bạn. Phân biệt kiều tím này, này cái cọng nó này. Nó... Đâu, lúc nãy thấy cái hoa mà. Đây các bạn. Thả tay đi. Rụng mất rồi. Đây các bạn. Vâng, nụ. Nụ to rồi nhưng mà rụng mất rồi. Nụ to mà rụng mất rồi. Tổng cộng là được 5 bụi kiều. Này, bụi này mới đẹp này. Bụi này này quý này. Đẹp nhất đúng không? Đấy. Đẹp nhất của anh đang xuống. Bữa này là mấy, bao nhiêu nhánh? 20 nhánh nhỉ? Hơn 20 nhánh. 3 2 mấy nhánh, gần 30 nhánh. Gần 30 nhánh. Có tính là tính 30 nhánh đi, đúng không? 8, 9, 20 này. 21 này. Cái này mất rồi, tính. Mất rồi, không tính. Rồi, anh em cũng được đồ được bác ạ. Rồi anh em đi kiếm đồ gì ăn nữa. Cái này là sắp ra hoa này, đang bung này, đang bung này, đang bung mắt đấy các bác. Bung mắt rồi. Đây, thời gian nữa là có hoa thôi. Hoa để chơi. Đây, đưa gà thì giờ đang ra hoa này các bác. Đang ra hoa bé thôi. Con nơi thì nó bung. Con nơi thì nó bung rồi. Còn có nơi thì nó bắt đầu lên. Bụi kiều này cũng không nhỏ đâu đây này. Đẹp mà. Anh em này gặp may các bác lên rừng gặp được lô kiều. Cũng được tầm hơn 1 yến. Vâng. Được hơn yến đấy, hơn yến kiều. Cho vào đi, cho vào rồi đi về đi. Kiếm ăn đi. Kiếm gì ăn đã. Này anh em chắc xuống suối cho các bác ạ. Này anh cắt tỉa hết rễ thôi mà. Tỉa hết rễ cho nó nhẹ. Này anh em gửi đi thì anh em sẽ tỉa hết rễ đi các bác. Vì về nó sẽ ra rễ mới. Này là kiều tím Thanh Hóa các bác nhé. Kiều tím Thanh Hóa. Tím bác nào có nhu cầu thì liên hệ anh em theo số điện thoại em để trên màn hình các bác. Bưởi gà. Bưởi gà này nằm ở tầm 4 cân. 4-5 cân. Những bụi kiều mà hai người ôm mới vật được nó. Nó tòe ra nhiều. Kiều tòe đẹp nhiều. Quá, phải vật. Nhẹ ra anh, nhẹ ra không nó hỏng mất. Cái này bụi này là đẹp. Bụi này là thành bụi nguyên bản luôn các bác. Nó có được cái bụi rễ này. Có rễ này. Về chỉ có tưới nước thôi các bác nhé. Có cái mùn đấy nó tốt. Mùn, cái mục đấy. Lá tươi tốt luôn. Gieo thêm phân dê ở đây nữa nhỉ. Đấy. Đây là vừa. Để chờ đầu chờ đít đi. Này, chờ đầu chờ đuôi đi. Anh em đi làn sẽ lấy cái túi này các bác. Để nó tiện luôn. Nó không bị nát. Vẫn nát. Nên mình không bị quệt gãy. Bị quệt gãy. Thôi lấy thôi. Đấy. Thôi, lần này là quá ổn rồi. Đấy, ngày cho một túi nữa nhỉ. Cái này mà hôm nọ mà đi trước về mà làm quà 8 tháng 3 cho vợ nha. Ừ, được đấy. Được đấy, hợp lý phết. Đấy, gửi ra đây. Rồi. Mãi hôm nay anh em mới có dịp đi lấy về trả hàng cho các bác đi. Thì cảm thấy cũng mưa nữa cơ. Mưa nữa. Mệt nhỉ. Nhà mệt này cũng vui. To hơn cả người rồi. Chắc chắn rồi. Nó cồng kềnh. To và cồng kềnh. Nó cồng kềnh. Ta đi nào. Anh em mỗi người một túi. Đi, đi xuống đây. Anh em đi thì phát hiện cái vết đất lên các bác ạ. Cái này thì bí mật các bác nhá. Chắc chắn là con dế rồi. Đã nói bí mật rồi còn nói chắc chắn con dế. Hay nhỉ. Hay nhỉ, không biết luôn. Xem nào. Kiểm tra xem. Ui trời. Lót ổ đây luôn nè. Xem nào. Xem này, ấm không? Vẫn ấm đấy chứ đâu. Hơi ấm ấm. Này, em xem cái này nó ăn nè. Wow, còn đá rồi. Đây, nó ăn cái này các bác. Cái này. Nhìn nhỉ, con này còn mới đấy. Hay nhỉ, dễ dễ ăn cây. lật viên đá lên. Chạy nhá, con nó chạy ra đấy. Đi xem, đi. Chạy ra là không kịp đâu. Lật hẳn ra luôn. Lật xuống hẳn luôn. Này, nó kháo cái này này. Nó chọc. Nó vào gặp cái cây. Gặp dưới cây. Kháo cây. Gặp dưới cây. Mới bắt lên rừng.
Năm nay mình đầu năm mình khai trương bằng lươn. Bằng lươn nên bây giờ gặp dễ nhiều. Cái lươn nó hay rúc ấy. Này chắc là đào thuống là đây. Là gặp thôi. Cũng nghe căng hả? Nhưng mà đất nó mềm mà. Thế là nhiều đá ấy. Nhiều đá thì nó vào nó mắc đá nó không đi được nữa đâu. Nhiều đá lắm. Nhiều đá nhỉ. Nhiều đá này nó không sâu được đâu. Nói rồi. Càng nhanh càng tốt. Đào đất mệt luôn. Càng nhanh càng tốt. Nào lâu thế. Ê, cái gì đấy hả? Đúng rồi. Lấy cái pin anh ơi lấy cái pin, lấy cái pin xem được cái từ xem không thấy rồi, đang đi vòng lên này, đeo vòng lên này vòng lên không thấy vòng vòng cái ngách ngách đào thêm đoạn này. Mở rộng lên trên được không? Đào sâu thế không, đây thôi mà. Đây đâu chạy ra luôn à? bắt đi cái này đoạn này quay xa thôi, chém mờ luôn, quay xa luôn. Đây các bác, cái đoạn này em chia các bác, em che một chút phút các bác nhé, vì đỡ phải đỡ hơn cân đấy nhỉ. Thò tay cho quán con nào, cân đấy là cân, tầm cân 2 cân rưỡi hả? Tầm cân 2 cân rưỡi sao có vẻ bí hiểm đấy. Cho vào túi đi anh, có cái sạc cạp đấy. Muộn rồi các bác ạ, anh em tìm chỗ để nấu cơm. Giờ cũng là 3-4 giờ chiều rồi. Nấu cơm ăn rồi tìm nơi mang võng luôn. Món này thì anh em làm nhiều rồi các bác, nên là các bác chắc là cũng là rất là quen với cái món này rồi. Món này là chân lý. Nên anh em đi rừng thì không mang theo nhiều đồ, là xả ớt, là mè đấy các bác, hành tỏi. Mỗi hôm mình nấu cây chuối, thế này nấu khác đi. À, mà này con này nó cũng to ấy, này to thì nhiều thịt. Anh em sẽ nấu với xả, còn nó ít thì sẽ nấu với cây chuối. Với số lượng. Nấu chuối là để phụ vào ấy, tức là bỏ nước vào chan cơm ăn cơm. Hôm nay nhiều rồi.
Muốn thơm rồi cho ít nước mắm vào mới thơm. Muốn thơm đúng không? Ừ. Thơm. Thơm cái này đánh lừa vị giác. Chính giác thôi. Chạy một miếng này. Con này sẽ được hơn một tô các bác ạ. Con này tầm 4-4.5 cân gì đấy. Chỉ cân là biết mà. Lát mang về cân. Anh em mình ăn xong ấy. Cân người lên. Sau cân người lên là biết. Cân người lên là biết. Chỗ là 50 cân thì nó lên 52.5 cân là biết ngay. Trừ cơm đi. Trừ cơm đi. Lội vào. Phải nói là công nhận trèo cây là xuống giờ đói. Nói đúng không? Muốn ăn lắm rồi. Đấy. Đấy, cho ứng luôn đây. Ứng luôn. Chưa chín. Ứng luôn. Chín này mới ứng. Thế ứng trước. Nhiều người đi làm việc ấy không cần, chưa cần làm cũng ứng được mà. Cái nước của tháng 9 nhé. Cái nước. Làm cơm đấy nhé. Cái này con này ấy dài khi được bỏ ít rượu vào. Rượu á? Ừ, bỏ rượu. Cho đi ăn rượu thôi. Bỏ ít rượu anh em. Cho đây nửa chai thôi mà. Kiểu gì chẳng uống mà. Kiểu gì cũng uống á. Kiểu gì cũng uống ấy. Bỏ vào đấy lát nữa. Dẫn thôi, mình ăn thôi, khỏi phải ăn uống. Ăn luôn, khỏi phải uống. Đấy, ngần đấy thôi mà. Chín rồi các bạn ạ. Ăn thôi, đói rồi. Đi đâu rồi nhỉ? Đi kìa, tìm kiếm tiếng gọi tình yêu, gửi tình yêu vào đất. Đây tìm kiếm ở đâu? Chỉ đây gì mà sặc và hoa sớm đây? Nghĩa là nó đang là tín hiệu đấy. Không, giờ lan thì chúng ta nữa. Áo quần của lan thế đâu? Rồi, con cháu mời các cụ nhá. Cụ nhá. Chứ con cháu này phụ con cháu là kiếm ăn may mắn này. Được nhiều đồ. Mong rằng ngày mai lên rừng lại tiếp tục. Cũng gặp như hôm nay là được rồi. Gặp may như hôm nay là được rồi. Anh em mời các bác nhá. Anh mời cháu, mời các bác nhá. Mời cháu nhá. Đi. Anh mời cháu à. Gọi là chú em đấy à. Em cháu. Em cháu. Này câu này đang mời các bác nhá. Các bạn mình xuống cây mà cứ có mùi ngon thế này là xứng đáng. Em mời các bác nhá. Đi đoạn đường nó mệt tí nhưng mà cũng được đúng không? Thành quả đồ cũng được, đồ ăn cũng được, đồ mang về cũng được. Thế nào? Tao đây tao mà hừ đấy. Ngon. Dai không? Vừa ăn, vừa ngon luôn. Kiểu là mình bỏ rượu vào ấy. Thì mình bỏ rượu với nấu lâu á. Này như kiểu như hơi cháy nha. Cho miếng này. Miếng này à? Đây là cái miếng giòn. Mồm mõm của nó quá. Ăn vào cho nó ngát phết nhiều. Ăn gì? Ăn cái mồm lên. Ăn cho mồm nó cứng nhiều. Ăn gì bổ đấy. Nó cứng cho con vui á. Con dế. Ăn gì bổ đấy đúng không? Đấy, làm đây ăn chân. Chân để bới đất à? Chân bổ chân. Cái miếng da đầu này thì kiểu nó giòn các bác. Nó rất là giòn. Như miếng da bụng thì nó dai nhưng mà miếng da đầu nó giòn lắm. Nó không giòn, dai như da giòn sật sật khác đâu. Quý cho em miếng này thì em xin. Xin á? Mà phải gắp lại cho đi. Quý miếng đi nhỉ. Đây quý. Gì đấy? Có gì tròn tròn này. Ăn gì vừa đấy hả? Ăn gì vừa đấy? Không biết là miếng gì luôn. Này. Ăn gì vừa đấy? Đấy. Cái gì anh ơi? Đáng nói bảo là ăn gì vừa đấy. Ăn gì vừa đấy mà. Cho đấy. Ăn nói cho nó to. Biết rồi. Nho nha. Thâm nho nha. Xanh nho. Xanh nho thật. Này anh em rang lâu quá các bác. Nó dính nồi nên là nó có màu đen đen thế này. Mà cái này không phải là bóng đêm đâu các bác nhá. Này không phải cháy đâu, nó dính thôi. Này, mình ra lâu quá. Ăn gì bố đấy? Chưa ba chứ? À, chưa ba mà, ăn gì bố đấy mà chưa ba đấy. Chưa ba rồi mà. Miếng cái gì đây? Mật. Gan à? Gan.
Ăn gan, to gan. 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 Để gan không, đây. Cái này phổi. Để cái gan. Đây phổi này. Phổi à? Phổi hả? Phổi à? Phổi. Phổi bút tim. Vậy. Đối vào trong ăn cái này ăn. Đây, nó ăn tự nó không, nó gan to rồi. Ăn phổi. Tất nhiên là tự gan to. Ăn phổi để có sức bởi lặn lâu, lặn lâu, lặn cá lâu. Đội này ăn phổi thâm thâm nó quá. Rồi em uống đi. Này, cho thêm này. Đấy. Nhét vô đi. Làm hớp nữa. Thôi mà lại còn thích đưa bát sáng. Thôi cứ vào đây. Cái lượt này. Thôi cứ đưa bát sáng. Anh em ăn đi. Này anh nhường nhau à? Cái này là phải để dành. Hôm nay anh em làm độc một món đó các bác. Làm một món. Vì trên này có nhiều loại rau nhưng mà anh em cũng nấu nhiều rồi các bác. Nấu nhiều rồi. Chỉ cũng là rau chua với là cái chuối thôi. Chua với chát. Nhưng mà ăn này nó thực chất hơn đúng không? Miếng thịt ra miếng thịt chứ. Nguyên chất. Mang rượu lên. Nguyên chất mà thiếu rượu thì không nên. Thế là rượu nhiều chất hả? Rượu không phải, rượu nó phụ họa. Rượu là chất. Chất nói. Vitamin hùng hăng. Vitamin hùng hăng. Vitamin nói thôi. Hùng hăng. Hùng hăng. Qua cái này vào ấy, mình có thể làm được. Liều. Có thể làm được những điều này. Mình không dám làm mà khi. Có những lời không muốn nói, không dám nói ra mà có cái này vào là nói luôn. Dám nói hết. Làm được những điều mà mình không dám làm. Mà như cái này mà như cái này mà uống vào tầm 2 bát này là có ai mà nói nhiều khi là ngọng miệng luôn. Mà ai mà nói ít thì thành ra nói nhiều. Ai nói ít thành ra nói nhiều, ai nói nhiều thì thành ra không nói được luôn. Cái này nó kiểu như là nó ngược lại đúng không? Nó ngược lại như kiểu nó đối nghịch nhau ấy. Người bắt là vừa mà. Vừa say ấy. Vừa say. Vừa say đừng ngủ trong dế cho bị chết rừng. Thì mình thấy sao đâu. Không làm gì biết gì đâu. Đúng không? Nào lên rừng mà đi rừng nhiều mà không có rượu mà chịu được. Không ngủ được. Nghĩa là lý do đúng không? Thật mà. Nhưng mà mệt vẫn ngủ được mà. Cứ phải làm mệt, kiểu gì cũng phải kiếm cớ để cho nó ngủ ngon thì ngủ một giấc cái sáng mai luôn. Như là cái cớ này là cái này là cái cớ này. Vừa nói xong mà anh Ngân vừa nói xong cái này là cái cớ các bác. Cái đó là gọi là lý do thôi. Cái cớ với lý do giống nhau. Thôi, uống đi giờ anh em ta làm ăn cơm. À, em mời người rót. Đang bận công tác mà đưa luôn bát rượu luôn, tức là cái bộ nhai đang bận mà là cứ bận. Đấy, uống đi. Nó như anh Ngân bảo rồi, cái này là cái cớ các bác ạ, cái này là cái cớ để mà ngủ say đấy. Vì do này tự gắp cho nãy giờ không dám ăn luôn. Ăn đi, có ai chanh đâu. Đấy, có ai chanh đâu, biết là teo rồi. Nghe nói thế thì mình thử xem sao. Lát nữa bác bỏ khai sai ra nhá. Ông bắt trong cây không được đâu. Ông nào mà rung võng là biết ngay. Tôi cũng xin phép làm bắt cơm nhỉ. Bắt cơm. Cháy đâu? Đâu? Không có cháy đâu. Muốn cháy thì đốt. Không cháy thì đốt. Rồi các bác, công việc của anh em ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Bây giờ cũng là thời điểm buổi chiều rồi các bác. Trời cũng sắp tối rồi. Anh em cũng xin phép các bác là làm bắt cơm. Rồi anh em tìm nơi mắc võng. Nếu các bác đã theo dõi tới đây thì vui lòng cho anh em chúng em xin lượt like và lượt đăng ký các bác nhé. Để anh em có động lực ra nhiều video hay hơn nữa. Và cuối cùng là anh em chúng em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở trong những video sau. Anh em tạm biệt các bác. Tạm biệt các bác. Nha. Này cháu ơi.